Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV và chuyên mục ARK vs. Thực tế. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tin khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Chắc hẳn các bạn người xem cũng như các game thủ ARK khi bấm vào xem video này sẽ hơi thắc mắc một chút về tiêu đề của video. Tại sao lại là toàn bộ các loài chân khớp còn lại? Như các bạn có thể đã biết thì động vật chân khớp, Arthropoda, là một ngành động vật rất cổ xưa, xuất hiện cách đây 540 triệu năm. Động vật chân khớp không còn quá xa lạ với chúng ta nữa, chúng là thành viên của những nhóm rất phổ biến hiện nay như giáp xác, côn trùng và nhện. Tiêu đề của video hôm nay là toàn bộ động vật chân khớp còn lại là bởi ở phần 17 chúng ta đã đề cập đến toàn bộ côn trùng trong ARK. Vì côn trùng là một nhóm trong ngành chân khớp và cũng chiếm một số lượng khá lớn trong ARK, thế nên chúng được làm thành một video riêng. Sau khi đã đề cập đến toàn bộ côn trùng thì số động vật chân khớp còn lại chiếm một số lượng không quá lớn nên sẽ gom chung lại thành video này. Đó chính là lý do. Vậy thì những động vật chân khớp còn lại trong ARK là những cái tên nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên là Araneo. Nhện vẫn thường bị nhiều người hiểu nhầm là côn trùng. Đúng là dù cùng động vật chân khớp nhưng nhện lại thuộc về một nhóm khác với côn trùng, đó chính là lớp hình nhện. Hai điểm khác biệt cơ bản giữa lớp hình nhện và côn trùng chính là khi côn trùng có 6 chân, cơ thể chia thành 3 phần, thì động vật hình nhện có 8 chân, cơ thể chỉ chia thành 2 phần do phần đầu và ngực đã hợp nhất với nhau. Động vật hình nhện cũng không có râu hay có cánh như côn trùng. Araneo chính là một trong hai sinh vật mang đặc điểm của lớp hình nhện trong game ARK. Nhìn ngoại hình thì chắc chắn rồi, trông chúng rất giống như con nhện ngoài đời thật. Tuy nhiên Araneo nhìn chung không lấy cảm hứng từ cụ thể một giống loài nhện nào, mà có thể xem chúng là một phiên bản tưởng tượng tổng hợp của nhiều loài nhện ngoài đời thực. Danh pháp khoa học của chúng trong game là Araneo Morphus Amangotantibus, dịch ra nôm na có nghĩa là sự kết hợp của các loài dạng nhện gây ác mộng. Trong phần hồ sơ ARK cũng ghi rằng chúng có rất nhiều đặc điểm gây ác mộng của các loài nhện đến từ nhiều họ và chỉ khác nhau. Nó có thể bắn tơ, sở hữu cu cắn có độc và có thể nhìn xuyên bóng đêm với khả năng cảm nhận rung động trong không gian. Cũng giống như hầu hết các loài nhện trong đời thực thì chúng dùng tơ để bắt mồi và dùng nọc độc để giết mồi. Tuy nhiên thay vì giăng tơ thành những mạng lưới phức tạp như nhện ngoài đời thì Araneo trong game sẽ bắn tơ trước khi cắn mồi để truyền độc. Ngoài ra thì chúng cũng sống theo đàn đông đúc trong các hang động tối tăm giống một số loài nhện có lối sống xã hội, mặc dù hầu hết các loài nhện có đời sống đơn độc. Khi nhà làm game đã trao cho chúng nhiều đặc điểm đáng sợ như vậy thì chắc chắn họ sẽ không để cho Araneo là một sinh vật hiền lành. Chúng sẽ tấn công bất kỳ người chơi nào trong tầm mắt và với số lượng đông đúc, chúng sẽ khiến những người mắc chứng sợ nhện gặp ác mộng thật sự. Tuy nhiên Araneo cũng không giống nhện hoàn toàn. Một trong những đặc điểm khác biệt lớn giữa Araneo và các loài nhện trong thực tế chính là ở miệng của chúng. Ở các loài nhện ngoài đời thực thì miệng của chúng là một cái lỗ nhỏ được giấu dưới một cặp chân kìm. Trong khi đó cái miệng của Araneo trong ARK lại rất lớn, cặp chân kìm thì đã bị tiêu giảm mà thay vào đó mọc ra hai cái răng nanh. Đây có lẽ là một đặc điểm thích nghi để săn những con mồi lớn. Một đặc điểm nữa là chúng có 7 mắt, trong khi nhện thực tế thường có 8 mắt, 6 mắt hoặc ít hơn nhưng phải là con số chẵn. Chúng cũng không biết trèo giống như hầu hết các loài nhện thực tế, có lẽ do kích thước quá lớn và thiếu những đặc điểm thích nghi với việc trèo thường. Và đương nhiên, không thể không kể đến kích thước. Araneo là một cơn ác mộng thực sự với kích thước khổng lồ của nó, có thể lên gấp 2-3 lần so với người chơi trong ARK. Trong thực tế, loài nhện lớn nhất hiện nay là nhện ăn chim Goliath cũng chỉ dài khoảng 30 cm là cùng. Với kích thước này thì những con Araneo hoàn toàn có thể nuốt chửng bạn. Thứ hai, Pulmonoscorpius. Sinh vật thứ hai trong game ARK mà chúng ta có thể tính vào lớp hình nhện bên cạnh Araneo chính là Pulmonoscorpius, hoặc người chơi có thể được gọi đơn giản là bọ cạp. Và nếu bọ cạp ở ngoài đời có thể gieo rắc sự sợ hãi và khó chịu cho bạn như thế nào, thì những con bọ cạp trong ARK có thể đáng sợ và khó chịu gấp nhiều lần như thế. Theo hồ sơ ARK của Helena Walker, những con bọ cạp khổng lồ mà Helena nhìn thấy thậm chí còn phiền toái hơn hầu hết những con khủng long. Khi săn mồi thì nó sẽ tiêm chất độc có tác dụng gây mê khi con mồi lịm dần và ăn sống. Trong game, Pulmonoscorpius là một sinh vật khá tò mò và có thể lại gần những thứ mà nó thấy lạ, nhưng nó cũng không thích bị đụng vào đâu nha. Nếu bạn vô tình va phải con bọ cạp khổng lồ này, nó sẽ tấn công bạn ngay lập tức. Nó có khả năng tiêm chất độc làm tê liệt con mồi để nó có thể ăn thịt con mồi ngay khi chúng đang còn sống. Dù nguy hiểm là vậy thì con bọ cạp này cũng được đánh giá là một sinh vật hữu dụng trong game nếu bạn thuần hóa được nó, khi nó có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Trong thực tế thì Pulmonoscorpius là một danh pháp của một chi bọ cạp rất cổ, có niên đại lên đến 330 triệu năm với hóa thạch chỉ được tìm thấy ở Scotland ngày nay. Đây là một trong những cái tên ấn tượng nhất và khủng nhất của làng bọ cạp, với chiều dài lên đến 70 cm. Nên nhớ, loài bọ cạp lớn nhất hiện nay chỉ dài khoảng 23 cm mà thôi. Cái tên Pulmonoscorpius có nghĩa là bọ cạp phổi. Với trên hóa thạch của con bọ cạp này thì các nhà khoa học đã phát hiện ra sự tồn tại của phổi lá sách, cho thấy nó có thể đã là động vật sống hoàn toàn trên cạn. Tuy nhiên, Pulmonoscorpius vẫn còn giữ lại nhiều đặc điểm của động vật chân khớp mà ngày nay không còn ở bọ cạp hiện đại, chẳng hạn như đôi mắt lớn mọc về hai bên, không có những đặc điểm thích nghi với lối sống đào hang. Thứ ba, Eurypterid. Sau khi đã tìm hiểu về hai thành viên của lớp hình nhện rồi thì chúng ta hãy tiếp tục nói về những người họ hàng gần nhất của chúng trong game, Eurypterid, hay còn gọi là bọ cạp biển. Theo phân loại của khoa học hiện nay thì bộ bọ cạp biển cùng với lớp hình nhện là hai danh pháp chị em với nhau. Hồ sơ ARK ghi rằng chúng ta chỉ có thể tìm thấy Eurypterid ở những nơi sâu nhất của biển cả xung quanh The Island, đồng thời chúng cũng rất nguy hiểm. Bọ cạp biển không chỉ săn mồi mà còn có thể ăn xác thối. Chúng không chỉ mạnh mẽ, sở hữu một lớp vỏ phòng thủ cứng cáp mà còn có nọc độc cực mạnh khiến con mồi tê liệt. Tuy chúng không phải động vật có trí thông minh bậc cao để thuần hóa, nhưng chúng là nguồn cung cấp kitin quan trọng từ bộ vỏ của mình. Không chỉ vậy, bọ cạp biển khi ăn thịt ngọc trai thường nuốt luôn ngọc trai vào bụng, nên bạn có thể tìm thấy ngọc trai trong đường tiêu hóa của chúng, kể cả ngọc trai đen quý hiếm. Ngoại hình của bọ cạp biển trong game khá giống với Pulmonoscorpius, nhưng có thêm những đặc điểm thích nghi với đời sống dưới đại dương. Trong thực tế thì Eurypterid là tên gọi chung của các loài trong bộ bọ cạp biển, chứ không phải tên gọi riêng của loài nào. Danh pháp cụ thể của bọ cạp biển trong ARK là Jaekelopterus Eurypterus. Jaekelopterus là một chi bọ cạp biển có kích thước khổng lồ sống vào kỷ Devon, cách đây hơn 400 triệu năm trước. Loài lớn nhất trong chi này có thể dài từ 2,3 cho đến 2,6 mét, cũng chính là động vật chân khớp lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Và kích thước của Eurypterid trong game cũng khá tương đương với Jaekelopterus trong thực tế. Tuy nhiên, chi tiết sở hữu nọc độc của bọ cạp biển trong game là một điều khiến các nhà khoa học phải tranh luận. Một số bọ cạp biển có cấu trúc giống như ngòi châm của bọ cạp hiện đại ở cuối đuôi, nhưng một số lại không có, chẳng hạn như chính chi bọ cạp biển có danh pháp là Jaekelopterus. Hơn nữa, chưa chắc Jaekelopterus sống ở vùng biển sâu như trong hồ sơ ARK viết, và một số bằng chứng cho thấy chúng có thể sống ở vùng biển nông hay thậm chí không sống ở biển như người ta từng nghĩ. Thứ tư, Cachinnos. Không phải giống loài nào trong ARK cũng mượn tên của các giống loài có thật trong thực tế và có thể là những sáng tạo hoàn toàn của nhà làm game, chẳng hạn như trường hợp của Carcinus. Giải pháp trong game của sinh vật này là Karkinos Versatus, trong đó Carcinus có nghĩa là cua trong tiếng Hy Lạp và Versatus có nghĩa là tài giỏi. Trong thực tế thì chúng ta có một chi cua hiện đại với danh pháp khoa học là Cachinus, với Cachinus là một biến thể của Carcinus, nhưng trong chúng không hề giống nhau. Theo hồ sơ ARK thì Cachinnos là một họ hàng khổng lồ của các loài cua hiện đại, với ngoại hình có những cái chân dài dễ làm liên tưởng đến cua nhện Nhật Bản. Với kích thước cực kỳ to lớn, trong đó có chiều cao lên đến 6,5 m, Cachinnos là mối đe dọa khổng lồ cho bất kỳ người chơi nào với sự hung hãn của nó. Không giống như cua thông thường, chúng di chuyển cực kỳ linh hoạt trên cạn, có thể nhảy qua các hòn đá hay thậm chí là vách núi nhỏ, khiến việc trốn thoát khỏi chúng là một nhiệm vụ khá khó khăn. Bên cạnh cặp càng chính thì chúng còn có một cặp càng phụ nhỏ hơn ở phía trên. Khi những cặp càng này đã tóm được con mồi, chúng gần như sẽ không nhả ra trừ khi bị mất máu quá nhiều. Bạn có thể thuần hóa con cua này và tận dụng năng lực của nó với nhiều vai trò đa dạng, từ di chuyển, vận chuyển, chiến đấu cho đến tiêu diệt boss. Thứ năm, Arthropleura. Và đương nhiên nói đến chân khớp thì không thể không nói đến mấy anh bạn nhiều chân được. Chúng ta có hẳn một phân ngành dành cho mấy anh bạn này gọi là phân ngành nhiều chân, với Arthropoda, bao gồm cuốn chiếu, rết và một số giống loài khác. Trong đó cuốn chiếu và rết là hai nhánh chính của phân ngành này. Tuy trong thực tế có đến khoảng 13.000 loài, nhưng đại diện duy nhất trong ARK của phân ngành nhiều chân chỉ có Arthropleura. Trong thực tế thì Arthropleura là một chi cuốn chiếu khổng lồ sống cách đây 345 đến 290 triệu năm trước. Trong đó có loài Arthropleura amata có thể dài đến 2,5 m, là động vật không xương sống ở trên cạn lớn nhất từng tồn tại. Kích thước khổng lồ của chúng được cho một phần là nhờ nồng độ oxy rất cao trong kỷ than đá, cũng như sự vắng bóng của các động vật săn mồi có xương sống trên cạn. Chúng sống trong các khu rừng than, với thức ăn chính được cho là mùn bã, tức bộ phận phân hủy của cây lá và động vật, kể cả phân. Một con cuốn chiếu dài 2,5 m nghe có vẻ ghê rợn, nhưng trên thực tế thì chúng không phải là kẻ săn mồi và cũng không lấy gì làm nhanh nhẹn cho lắm. Tuy nhiên, phiên bản trong game lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hồ sơ ARK viết rằng nó là một kẻ gieo rắc ác mộng, săn mồi, ăn thịt và cả xác thối. Máu của nó có tính axit rất cao và đây cũng là cơ chế phòng thủ chính của sinh vật này trong game. Kẻ nào tấn công Arthropleura có thể bị máu của chúng bắn lên người, gây hao mòn vũ khí và làm mất máu. Chúng thậm chí có thể phun trực tiếp máu của mình vào kẻ tấn công. Danh pháp khoa học của Arthropleura trong game là Arthropleura Phaeosanguis, trong đó Phaeosanguis có nghĩa là máu độc. Tạo hình của Arthropleura trong game cũng có vẻ ngầu hơn rất nhiều so với các bản phục dựng khoa học của chúng, với phần đầu trông giống của Red hơn là cuốn chiếu. Trong thực tế thì phải đến gần đây người ta mới tìm thấy phần đầu thật sự của Arthropleura, và chúng không hoàn toàn giống Red hay cuốn chiếu mà có sự kết hợp giữa cả hai, đồng thời còn giữ lại một số đặc điểm của các loài chân khớp sống dưới nước như hai mắt có cuống chẳng hạn. Trilobite. Và cuối cùng, đó là sinh vật không hề xa lạ với những ai yêu ngành của sinh vật học, đó chính là bọ ba thùy. Bọ ba thùy là tên gọi chung của một nhóm động vật chân khớp rất phổ biến trong một khoảng thời gian dài, từ đầu kỷ Camry cho đến cuối kỷ Permi, tức từ 521 triệu năm trước đến 251 triệu năm trước. Chúng là một trong những nhóm chân khớp cổ nhất, cực kỳ phổ biến trong dữ liệu hóa thạch, và cho đến nay đã có khoảng 22.000 loài bọ ba thùy được mô tả trên khắp thế giới, kể cả Việt Nam cũng có những loài bọ ba thùy riêng. Đại diện của bọ ba thùy trong game ARK là một giống loài giả tưởng với danh pháp khoa học Trilobite Conchadurus, trong đó tên loài Conchadurus có nghĩa đơn giản là vỏ cứng. Theo hồ sơ ARK thì chúng là loài săn mồi cơ hội, có thể ăn mọi thứ nhỏ hơn mình. Sự châm chạp của bọ ba thùy trong ARK được bù đắp lại bởi lớp vỏ cứng. Ngoài ra nó không phải là một nguồn thức ăn được ưa chuộng vì cơ thể chỉ toàn vỏ và nội tạng. Tuy nhiên, chúng lại là nguồn cung cấp kitin, dầu và ngọc trai mà người chơi có thể dễ dàng tiếp cận trên The Island, vì thường xuất hiện ở các vùng nước nông và thậm chí là trên bãi biển. Chúng cũng không trốn trả khi bị tấn công. Do là một sinh vật giả tưởng, nên bọ ba thùy trong ARK có thể là sự kết hợp đặc điểm của nhiều loài bọ ba thùy khác nhau trên thực tế. Kích thước khổng lồ của chúng có thể lấy cảm hứng từ loài bọ ba thùy lớn nhất từng được tìm thấy, Isotelus rex. Loài bọ ba thùy này có thể dài hơn 70 cm, trong khi hầu hết các loài bọ ba thùy có kích thước khá nhỏ bé. Về mặt ngoại hình thì có vẻ các nhà làm game đã lấy cảm hứng từ chi bọ ba thùy Paradoxides, nhưng làm cho hầm hố hơn nhiều. Ngoài ra thì bọ ba thùy trong game cũng dường như không có mắt, nhưng điều này không phù hợp lắm vì đặc điểm này thường chỉ tồn tại ở những loài bọ ba thùy sống ở vùng nước sâu. Vừa rồi là tổng cộng 6 sinh vật còn lại thuộc nhóm chân khớp hiện diện trong game ARK, bên cạnh các sinh vật thuộc lớp côn trùng mà chúng ta đã đề cập trước đây. Tuy không có nhiều đại diện, nhưng những sinh vật trong nhóm này cũng có những đặc điểm hết sức thú vị và độc đáo, vừa có tính sáng tạo lại vừa có yếu tố cảm hứng từ các giống loài trong thực tế. Hy vọng là các game thủ ARK sẽ có những giờ phút chơi game vui vẻ cùng những sinh vật thú vị này. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.